nay sẵn qua thăm đồng đạo 10 tảng mấy huynh đệ thầy giáo đi thăm nhà cổ 100 tỷ. Nó thuộc chợ nào á? Mình cũng chưa biết nó nằm ở đâu nữa. Đạo 10 dẫn đi tham quan nhà cổ 100 tỷ. Chính vàng nóng cho nha. Đường bên bản đường giữa lúc bản đường đan nha. Bên đây đường đổ đá không về trước rồi. Thì nhà cửa cũng nhiều ha, con đường chậm hơi vắng hơn, đường lộ xong đôi không ha. Nhà cổ rồi phải không? Ở nhà cổ này không? Kính chào quý cô bác anh chị em và quý vị trên kênh Chị Làng Nam Bộ. Hôm nay mấy huynh đệ đi thăm nhà cổ 100 tỷ. Cái này mở cửa đó, phải không? Nhà cổ đẹp quá quý vị ơi, quý bà con ơi. Mấy dây kèo này kia gọi là chạm không? Đi vòng vòng mày sẵn nãy chưa quay được bờ bên kia hết. Nhà cổ đẹp quá. Đây là ngôi nhà cổ 100 tỷ nghe bà con mình.
Ở đây là ở đâu chú Mười? Phú Thành A. Phú Thành A hả? Phú Thành. Phú Thành A. Xã Phú Thành. Ở đây là huyện Tam Nông hả chú Mười? Không gian cảnh rất là rộng, rất là đẹp. Đây là nhà cổ Trăm Tỷ ngay cả ở nhà mình, rất là sang trọng, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn cả nhà mình đó. Lần đầu tiên mới gặp căn nhà đẹp như vậy.